Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ui, hôm nay trời đẹp thế nha. Ok bạn ơi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Minecraft nha. Và như các bạn đã xem ở trong tập trước thì chắc bạn cũng biết là tôi đã cùng với thằng em trai của tôi, bọn tôi đã xây cho bọn tôi được một cái ngôi nhà màu hồng, nhìn nó y hệt như nhà của búp bê Barbie luôn mọi người ạ. Đấy. Và trong tập này thì tôi đang tính rằng là tôi sẽ xây cho tôi một cái máy farm skeleton. Mấy bạn biết để làm gì không? Đầu tiên á, làm cái máy farm đó chúng ta sẽ có thể farm được kinh nghiệm. Và có được kinh nghiệm rồi thì mình sẽ có Incendo. Tiếp theo nữa là gì? Chúng ta sẽ có xương. Đấy, mình sẽ lấy xương này để mình đi thần phục một bầy chó sói. À, để chúng ta có được chó sói chúng ta nuôi. Ok. Rồi, à mà quên nữa, trong thời gian mà tôi không có quay video mọi người thì thằng em trai của tôi nó rất là chăm chỉ luôn. Nó đã đi kéo mấy con heo với mấy con gà, mấy con bò về nó nuôi giùm cho tôi nữa các bạn. Đấy, rất là nhiều luôn nha. Ở bên đây thì nó còn trồng lúa nữa các bạn ạ. Ui, tính ra có thằng nô lệ thế này cũng hợp lý các bạn. Nó chăm chỉ hiểu không? Đấy, ok. Trồng lúa, trồng cà rốt bên này nữa nè. Rồi thêm một vườn mía to đùng nữa. Đấy, quá là xịn, quá là xịn. Ê, tính ra tôi không cần làm gì luôn các bạn. Cứ ngồi im thôi là em tôi làm hết rồi. Thấy em giỏi chưa? Ừ, giỏi, cho nên tặng cục xương nè. Ok, trước tiên thì tôi sẽ chế cho tôi một cái cây cúp kim cương trước nha mấy ông. Đấy, mình làm cái cúp kim cương để mình đi đào hắc diện thạch. Và sau đó mình sẽ làm cho mình một cái bàn enchant. Được rồi, bây giờ đi kiếm lava đi. Lava kiếm đâu giờ ta? Ơ, khoan từ, bên này có hắc diện thạch sẵn rồi nè. Cần gì kiếm lava ta? Ừ, hợp lý, đây, đây, đào bên đây sẵn luôn là nhanh chứ gì. Ok, tôi đào xong rồi đây. Bây giờ thì tôi sẽ bỏ hắc diện thạch vào đây, sau đó để hai cục kim cương vào, thêm một quyển sách ở phía trên, chúng ta sẽ có được một cái bàn phù phép. Ok, để tôi xem coi tôi đã enchant được gì chưa. Ui, nhưng mà bây giờ kinh nghiệm cần 30 kinh nghiệm lận, chưa đủ mấy ông ơi, tôi phải đi kiếm thêm kinh nghiệm thôi. Lấy thêm kinh nghiệm nè, kiếm hơn kinh nghiệm. Mày có bao nhiêu kinh nghiệm hơn? Em có 15 á. Tôi đây, tôi 15 kinh nghiệm đây. giỡn. Bây giờ nha, muốn kiếm được kinh nghiệm nhanh hơn thì bây giờ anh em mình á phải chế cái cổng địa ngục. Anh em mình xuống dưới địa ngục, anh em mình đào mấy cái thạch anh á, hiểu không? Thì mới có được nhiều kinh nghiệm, hiểu không? Ok anh hai. Đây, đi tìm lava chế cổng địa ngục đi, nhanh lên. Ui, tôi mới thấy gì đây, Ồ, một con chó sói. Trời, được. Nhưng mà giờ có hai cái xương à. Rồi, hên xui nha, cho nó ăn hai cái xương. Nếu như may mắn là sẽ được, còn không xui là mất nè. Một cái không được nè. Hai. Rồi xong, không được luôn. Quá xui. Hồi nãy em đi mai á, em giết được mấy con skeleton á, có xương nè anh hai. Có không? Có 11 cái luôn. Đây. Rồi, cảm ơn. Ui, 11 cái xương hợp lý. Đâu rồi, cho sói rồi. Đây. Đứng lại coi, cho xương nè. 1 2 3 4 5. Ồ, ok, được rồi nè. Một con chó sói hợp lý đi theo anh nào. Ơ kìa, sao mà mày đánh nó chi vậy chứ? Nó đánh rồi. Đâu? Ủa em không quên nó đâu. Mà nhưng mà sao tự nhiên nó đuổi mày? Từ từ cho nó dừng lại. Rồi ok, chạy đi. Chạy xa lên, chạy đi. Ôi, trời tối luôn. Thôi về nhà ngủ nhanh để ngày mai còn xây tiếp nè. Nhanh lên. Con chó nó có dí em kìa anh hai. Rồi đi ngủ. Cái gì vậy? Ủa mà sao chó nó cứ đuổi em tôi hoài vậy ta? Rồi, nếu mà em quýnh nó thì nãy nó gây đam rồi, nó có đam rồi. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao nó cứ đuổi em tôi? À chắc là tôi quýnh thằng em tôi cho nên là nó mới đuổi em tôi. À hợp lý thôi, được rồi, vô ngủ. Ê yo, what the? Ủa sao nó vô? Ủa sao nó vô vậy? Ủa sao nó vô? Vậy? Đâu anh hai cho nó ngồi vậy mà, sao nó vẫn chạy vô vậy? Ủa gì kì vậy? Con ơi, con ngồi im nè. Ui trời ơi, nhà của tôi trồng nhiều cây quá cho nên mấy con skeleton đồ creeper nữa xuất hiện quá trời luôn mấy ông ơi. Toan thiệt sự. Oh my god. Ui đông quá, chắc là phải thắp sáng lên rồi chứ, có trồng cây nhiều mà để mà không có đèn á là mấy con này xuất hiện nhiều lắm. Đang làm cái gì vậy? Sao người anh hai dính cái gì mà tên không vậy? Ây, nó dính cái tên đâu nè? Ủa sao nó dính cái mũi tên ở cái chỗ nhìn nó hơi kỳ kỳ vậy ta? Ôi trời ơi, tôi đào từ nãy giờ mà mới được có 8 cục hắc diện thạch mấy bạn ạ. Bây giờ phải đi kiếm lava thôi, nhưng mà ở quanh đây tôi không thấy được một cái chỗ nào có lava cả. Tôi đào hết mất tiêu rồi, bây giờ đi xuống dưới hầm kiếm lava nè, chắc là bên dưới này có, đi xuống đây. Đổ nước xuống nè, đó, sau đó mình sẽ đi xuống dưới. À! Ôi trời, may thế nha, xem chết. Wow.
ơi, bên dưới nhà mình không chỉ có một cái hang to đùng mà nó còn có hầm ngục nữa nè các bạn. Ở bên này, ui, có con nhện hên ơi, có con nhện hên ơi, sau lưng hên ơi. Hên ơi, có mấy phạm, có mấy phạm xịt kệ gì, có mấy phạm nhện hên ơi. Hên ơi, cái cháu ở đây. Cú sốc đầu đời thiệt chứ. Đi rồi, mất hết kinh nghiệm rồi ở đây. Mất hết kinh nghiệm rồi ở đây. Anh Hải lấy hết kinh nghiệm của em rồi đúng không? Thì bây giờ mày té mày mất hết kinh nghiệm, mày lấy thôi chứ mày để lại. Ê, ai, ai, con nhện cắn, ai, ai, ai. Mất thêm kinh nghiệm của tao nữa là xong luôn á. Bỏ luôn á, bỏ game luôn á. Thằng em tôi thiệt, nó đúng báo luôn. Nó không chịu nhìn xung quanh mà nó nhảy xuống liền, làm gì không biết. Trời ơi, mất hết đồ. Ờ, có cái nem tát nè, có cái nem tát, lấy. Cái nem tát của em đó. Uầy, bên dưới này có thêm cái lồng spam nhện nè các bạn. Sắp tới chúng ta sẽ chế được cho chúng ta một cái máy farm nhện ở bên dưới này nha. Hợp lý luôn, yeah. Lưu lại địa chỉ, ok. Vậy là coi như là kinh nghiệm của thằng em tôi là tôi lấy hết rồi phải không ạ? À? Tôi được 20 kinh nghiệm rồi nè. Bây giờ tôi chỉ cần kiếm thêm 10 kinh nghiệm nữa thôi là hợp lý. Đấy. Đây rồi, một cái rương. Thêm một cái nem tát nữa. Ui, cái thế giới này được nhiều nem tát đó nha. Hợp lý. Ui, cái hầm này nó cũng bé lắm mấy ông ơi. Nó cũng không có gì bên trong ngoài mấy cục sắt với lại hai cái rương mà tôi mới vừa tìm thấy á. Chứ còn lại không, cũng không còn gì hết. À không còn nha, còn một đống Reaper nữa. Trời ơi, nhiều dữ vậy. Oh my god. Ui ui, Reaper nổ. Chết tôi rồi. Ây da, skeleton bắn. Kim cương, kim cương. Yes, Hên ơi, tìm được kim cương nữa rồi Hên ơi. Ngon, 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 để nào xung quanh đây còn không? Hay là được có hai cục vậy ta? À, được hai cục. À, không sao, được hai cục, ok, được. Đây rồi, kim cương tiếp. Này, quá đơn giản cái phong. Ờ, một khoan từ, tại sao mình đào chi ta? Mình để lại để mình dùng cái gia tài đào có phải được nhiều hơn không nhờ? Ừ nhờ. Ui, còn nữa nè, ui nhiều thế. Nhiều kim cương đó nha. Hôm nay tôi sẽ lưu lại cái điểm này, tôi chụp hình lại để sắp tới tôi dùng cái cấp gia tài tôi đào tôi sẽ được nhiều kim cương hơn. Ok, tôi sẽ chọn vị trí này để tôi đào cái đống lava để tôi làm cổng địa ngục nha mấy ông. Uầy, thêm kim cương nữa này, hợp lý, chụp hình lại. Rồi, ok, quá trời kim cương luôn. Nói chung là cái hầm này thì nó to thật đấy mấy bạn ạ. À. Nhưng mà cái nhiệm vụ ở trong cái tập ngày hôm nay của chúng ta không phải là đi khám phá cái hầm này, các bạn hiểu không? Ui, lại kim cương nữa này, nhiều hết nha. Chụp hình lại, đấy. Tôi sẽ chụp hình mấy cái viên kim cương bên dưới này lại. Tôi lưu cái vị trí của nó lại. Rồi sau đó sắp tới tôi sẽ chế tôi một cái người ta gọi gì ta? Gia tài, đúng rồi. Để tôi đào được nhiều kim cương hơn đó. Lúc đó chúng ta đào sẽ đỡ phí hơn các bạn ạ. Ok, bây giờ tôi đã đủ hắc diện thạch rồi. Cho nên tôi sẽ làm cái cổng địa ngục để tôi xuống dưới địa ngục tôi farm kinh nghiệm nha các bạn nha. Ok. Đặt vào đây. Rồi sau đó là lấy cái hộp quẹt. Đây cái hộp quẹt, đốt lên. Ok, đi thôi. Xong. Ok, để xem coi chúng ta đang ở đâu đây. Yes, như lần nào cũng vậy. Mình rất may mắn khi mà mình vừa qua là mình sẽ thấy được ngay cái lâu đài địa ngục bên này mấy bạn ạ. À. Hợp lý thật sự. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là chỉ cần đi đào mấy cái thạch anh này nè mấy ông. Đấy, mình đào đào thế này xong rồi mình sẽ lên kinh nghiệm. Đúng, chúng ta sẽ enchant được đồ và sau đó là tôi sẽ làm mấy farm skeleton nha mấy ông. Ok. Yes, ok, đủ 30 kinh nghiệm rồi mấy ông ơi. Thiệt luôn á, quá mệt mỏi. Ok, em tôi làm gì bên kia vậy? Ở đây, nó làm gì vậy? Dạ, em đang trao đổi với con này. Đang trao đổi vàng với con heo à? Ui thôi, mấy con này nó cho tàn đồ cùi bắp rồi à. Để dành vàng đó làm táo vàng ăn xuống hơn. Đấy, nó cho ba cái đồ cùi bắp rồi à. Này của mình giếng ngon hả? Ê nhưng mà hết ơi, ở bên dưới này trời tối quá. Giờ không có farm được á, lên lấy cái giường xuống cái đây ngủ cho trời sáng. Ok anh hai. Nhanh nha, trời tối quá, nhanh nha. Xong chưa Hên ơi, nhanh lên, tối quá, cái gì? Hai đâu rồi? Đây, bên này nè, đâu cái giường đâu, lấy cái giường ra ngủ, nhanh lên. Em chế anh hai cái giường nữa nè. Rồi, ngủ đi. Xin kinh nghiệm nha. Vậy? Xin kinh nghiệm nha. À, thì ông lừa tôi để ông lấy kinh nghiệm của tôi. Ông thấy giỡn, cái này thấy giỡn. Ôi đi qua cái thầy đây có lấy được viên kinh nghiệm này đâu nè. Ê, tính ra nổ cái còn đúng cái giường với lại cái áo ấy hơn, không còn gì luôn hơn đây. Sao thầy lại tàn ác với em như vậy? Đâu tàn ác gì đâu. Yes, ok mấy ông ơi. Và bây giờ thì tôi đã có được 30 kinh nghiệm. Trong đó có kinh nghiệm của thằng em tôi. Để tôi chế tạo cho tôi một cái cây cúp. Sẽ là cây cúp hiệu suất nha mấy ông. Hợp lý luôn. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ làm cây cúp mới đi. Mình chế ra cho nó xịn, ok. Đây, làm thêm một cây cúp nữa là 2 cây. Ok, bỏ vô nè, xem coi. Ở đây có chậm họng hiệu suất nè, có hiệu suất 4 nè. Ok,
tôi sẽ lấy cái hiệu sức 4 này và chắc chắn nó sẽ cho tôi thêm một cái hiệu ứng gì đó nữa. Chuẩn bị nha, 3, 2, 1 bấm vô. Chậm hỏng ba. Không được gia tài à, buồn thế. Để xem lại coi. Ok, còn cái cấp thứ hai được gì đây? Độ mềm mại à. Độ mềm mại thì cũng được đó, nhưng mà hiện tại cũng chưa cần lắm đâu. Thôi được rồi, bây giờ đã có được cái cấp xịn rồi, cho nên tôi sẽ bắt đầu xây cái máy farm skeleton để anh em bọn tôi sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn để enchant đồ nha các bạn nha. Ok, em trai ơi, quay về đây em trai. Giờ anh hai với mày cùng nhau đi xây máy farm skeleton nè. Về đây, về đây, về đây. Bây giờ để xây được cái lồng spam con skeleton này thì nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cần phải đào cho nó rộng cái khu này ra. Và cái thời gian đào sẽ rất là mất thời gian, cho nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ tua nhanh để cho mấy bạn đỡ phải xem cái đoạn đào này nha. Đào lâu lắm mấy ông ạ. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu đào thôi. Và chỉ với một cái búng tay của tôi, mọi thứ sẽ được hoàn thành. Hey! Rồi, ok mấy ông ơi. Và cuối cùng thì tôi với làng em trai của tôi cũng đã đào xong cái hố rồi đây. Trời ơi, đào đúng mệt luôn á mấy ông. Đấy, rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ xây tiếp thôi, ok. Ok, xây xong cái cổng địa ngục ở bên dưới này, bây giờ mình sẽ đi vô trong đây lại để coi nó có dịch chuyển được đúng ngay cái chỗ của mình hồi nãy hay không. Ui, tôi mới thấy nó bị lắc mấy ông ơi. Tôi tưởng tôi rơi xuống dưới lava chứ. Ui, giật hết cả mình. Tôi tưởng là bị lắc chứ trời. Đầu tiên bây giờ. Ok được rồi, đúng vị trí rồi nè. Rồi bây giờ qua bên đó mình đào tiếp. Sợ thật sự. Ok mấy ông ơi, và bây giờ thì tôi cũng đã lắp được xong cái hệ thống nước của nó rồi nè. Thì bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết rằng cái máy farm này của chúng ta nó sẽ hoạt động như thế nào nha. Cái này là dành cho những bạn nào muốn học chơi Minecraft và có thể xem video của tôi để học nè. Ấy, còn ông nào mà thuộc dạng là pro layer rồi thì mấy ông không cần xem cái đoạn này đâu. Ấy, ok. Con skeleton sau khi mà nó được spam ra thì nó sẽ rơi xuống dưới nước và nó sẽ được trôi qua bên này. Đấy. Và sau khi trôi bên này xong thì sẽ có thêm một dòng nước nữa nó đẩy con skeleton qua bên đây. Và ở đây tôi cũng để thêm cái dòng nước nữa để làm gì? Để cho con skeleton nó sẽ bị bơi lên trên như thế này. Đấy, mà thấy không? Và sau khi bơi lên trên này nó sẽ được đẩy qua bên đây. Đẩy qua bên đây và sau đó sẽ rơi xuống dưới đây. Và nó sẽ bị mất máu. Và chúng ta chỉ cần đứng ở đây chúng ta farm thôi. Đấy, vô cùng đơn giản luôn. Đấy. Bây giờ thì tôi chỉ cần trang trí lại cái chỗ này một chút. Và sau đó chúng ta khởi động cho cái máy này nó hoạt động là chúng ta sẽ có thể farm được. Ok, bây giờ tôi sẽ đi tìm một ít kính đi các bạn. Tôi sẽ lắp kính vào trong đây nè, để chúng ta có thể nhìn thấy được mấy con skeleton nó spam ra nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi đào cát để làm kính nè. Ui, thằng em trai của tôi vậy mà giỏi phết nha. Nó xây cho tôi nguyên một cái đường như thế này để chúng ta có thể đi qua đi lại cho an toàn nè các bạn. Hợp lý. Tính ra hên nay vậy mà có ít nha. Hợp lý đó, hợp lý đó. Hên ơi, cứu anh hai hên ơi. Bên này đây có mấy con phantom nè hên ơi. Hay à, hên ơi. Đi ra ngoài đây có mấy con phantom nó quýnh hai nè. Hai đang đâu ạ? Con phantom nè. Mày. Anh hai đang đâu? Ở nhà. Chết. Bọn nó đông quá, nó đông quá. Hai con ừ. Ôi trời ơi, nó quýnh. Cây á. Mày. Một con. Ok, lượm được cái da nữa. Cái da của nó chế đồ được nha mấy ông. Ui. Xuống đây. Mày này. Để lúc mày qua tao giết hết hai con này hên nè. Ok, tôi nung xong được một đống kính rồi nè mấy ông ạ. Rồi, ok. Bây giờ thì lắp kính vô. Đó, ok. Mấy con skeleton nó được xuất hiện nè mấy ông. Ba con luôn, hợp lý. Ok. Bây giờ đẩy mà nó xuống dưới. Xuống dưới. Ok rồi, cho nó xuống dưới đi rồi mình bơi ra ngoài. Nè hên, nhìn nè, thấy cái máy farm của anh hai mới xây chưa? Đấy, thấy skeleton nó xuống dưới không? Rồi sau đó nè, nó rơi qua bên đây nè. Đây nhìn nè. Quá trời luôn, tha hồ farm kinh nghiệm coi anh hai nè. Đây. Ồ, xây một đống kinh nghiệm luôn. Hấp dẫn không? Xịn vậy. Xịn không? Tha hồ farm kinh nghiệm. Vậy là coi như là hên là khỏi cần phải đi đào từng cục khoáng sản để lấy kinh nghiệm rồi. Từ từ, qua đây anh hai chỉ này cái. Từ từ. Ở bên cái chỗ này nè, cái ống này nè, hình như nó bị hỏng cái gì sao á. Mày chui dưới mày coi thử với anh hai cái. Dưới. Ok anh hai. Ừ, ở dưới đó nha. Không, từ từ. Từ bình tĩnh. Mày chui vô cái ống luôn đi, mày chui vô cái ống luôn. Ở bên trong cái ống là an toàn hiểu không? Chui vô luôn. Okay, chui vô, đúng rồi, chui vô. Bắn em. Mày chui vô. Rồi chui vô chưa? Chui vô rồi. Ok rồi coi bên trong cống có gì không. Anh hai lừa em nữa. Sao rồi dễ lừa vậy hên hả? Anh hai lừa mày. Trời vui ơi. Vui sao mày dễ bị lừa vậy? Người ta mới chơi lại mà lừa tao hoài vậy ba. Không, chọc cho mấy bạn vui hiểu không? Mấy bạn fan xem, mấy bạn fan sẽ vui hiểu không? Gáp nó bắn em nè anh hai ơi. Quay về đây.
xin lỗi, không giỡn nữa. Rồi, ok, nói chung là cái máy của tôi là nó hoạt động tốt rồi đó mấy ông. Mấy con skeleton vẫn xuất hiện rất là nhiều và spam qua đây rất là nhiều luôn. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo là chỉ cần trang trí lại. Làm gì đó? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cần trang trí lại cái khu này cho nó đẹp hơn nữa là xong nha mấy ông. Ấy, tôi tính là tôi sẽ xây một cái đầu lâu ở giữa đây nè. Ok, để tôi xây thử nha. Ok, xây hình cái đầu lâu ở chỗ này nhìn có vẻ đẹp đó mấy ông. Rồi tôi sẽ để cái đầu lâu ở đây nha. Bây giờ là tôi sẽ làm cho tôi thêm mấy cái đèn bí ngô để tôi thắp sáng ở cái khu này nữa là coi như xong. Ok, được rồi. Và chúng ta sẽ quay trở lại sau khi tôi hoàn thành xong nha. Vô. Rồi. Ok bạn ơi, vậy là coi như trong vòng hồi nãy lúc mà tôi mới quay cái video này là lúc 7 giờ tối. Rồi bây giờ hiện tại đang là 10 giờ tối bạn ạ. Và sau 3 tiếng đồng hồ, tôi và em trai của tôi cũng đã xây được xong cho chúng tôi một cái máy farm skeleton ở bên này đó. Mặc dù nó cũng hơi chật chội, nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà ít ra thì vẫn farm được các bạn hiểu không? Tại vì trong thời gian đầu chúng ta phải cần có kinh nghiệm để chúng ta enchant đồ ra, chúng ta sẽ có thể có được những cái đồ xịn thì chúng ta sẽ xây được nhiều thứ nó hay hơn đó, sinh tồn được nhiều thứ hơn. Và bây giờ là anh em bọn tôi coi như là thoải mái rồi đó, không cần lo về phần kinh nghiệm nữa rồi. Anh em bọn tôi tha hồ farm như thế này nè, farm quá trời kinh nghiệm luôn. Ở bên dưới này á thì bọn tôi còn có thêm một cái rương, bên trong cái rương này có rất là nhiều xương và mũi tên của những con skeleton ấy. Hơi bị xịn luôn, coi như là anh em bọn tôi giờ là coi như là dư giả các bạn ạ. Ok, và trong tập sau tôi và em trai của tôi sẽ enchant đồ để có được những cái đồ xịn xịn và bọn mình sẽ xây tiếp những cái thứ tiếp theo nha. Và nếu như bạn nào muốn mình xây tiếp cái gì ở trong cái Minecraft sinh tồn này thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết mọi người nha. Ok, còn bây giờ thì chắc là cũng xong rồi đó. Trong tập này thì chúng ta chỉ cần xây xong cái máy farm xương này thôi. Thì tập sau bọn mình sẽ có thể sẽ đi giết rồng nè, hoặc là làm cái gì đó nó to hơn. Ok nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này và muốn mình sẽ làm tiếp tục cái series sinh tồn này cùng với em trai của mình thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Rồi ngủ đi.